Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. But there's an angel calling me, reaching for my heart. I know that I'll be okay now. This time it's real. I lay my love on you. It's all I want.
nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc. Soi trong đôi tâm hồn ta.
23 tháng 9, 500 dặm. Gia đình của chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn cho con là Lưu Hiếu Văn. Hôm nay thì lễ cúng gia tiến. Hôm nay thì trước đây thì có thể hiện đây là có cái gì vậy Vũ đại diện bên ngoại, và đây có anh Lâm đại diện họ bên nội, và các cậu và các anh Sơn, anh Lâm, anh Chiến, và các con các cháu đã đến chung vui với buổi tiệc này. Thì gia đình chúng tôi rất là hạnh đã được đón tiếp quý bà con đến đây chung vui với buổi tiệc để mà ngày mai con có tôi là lập gia đình. Hôm nay là sẽ là làm lễ gia tiên, và ngày mai lập sang trang mới. Năm năm hạnh phúc đó, gia đình có món quà để tặng hai cái cháu đó, món quà nha. Rồi kế tiếp là con mời ông biết, không biết có thì đứa phải biết cũng chạy đi trước được, ông biết tự nhiên bác đi xuống nó cũng giật mình đó. Ngày mai là ngày vui của kế tiếp là con mời mẫu tên kính thưa nội, kính thưa cái mọi người, kính thưa với anh chị và kính thưa anh chị ba. Hôm nay là ngày cháu Hiếu Tâm đã trưởng thành, qua cái sự giáo dưỡng công sanh thành dưỡng dục của cha của mẹ, và tòa hưởng được cái âm đức của họ ngoại mà cháu được trưởng thành. Mà hôm nay là cái ngày là ta tân hôn để mà xây dựng hạnh phúc trong cái cuộc đời hiện tại, có một cái gia đình mái ấm của Liên Giáo. Thì cậu Bảy cũng có đôi lời kính chúc cho cháu được tăng phúc, tăng thọ, hưởng được nhiều niềm an lạc và hạnh phúc trăm năm. Hy vọng là con sẽ kế thừa cái phúc đức của hai họ, và kế thừa sự nghiệp của cha mẹ con đã truyền trao dạy bảo, còn được có một cái tương lai sáng đạt sau này. Những quà với lọc để mừng cái ngày vô gia con. Thầy nói về tôi muốn bên thầy đại diện ở những người thân gia đình. Tuy đồ hay không khỏi thời gian. Sơn làm con thơ cho mẹ nha. Anh Sơn là nhà thơ lão luyện nha, phải làm con thơ đó. Ông mấy em rồi. Nó tiện rồi, nó tiện rồi. Kính thưa gia tộc nội ngoại, thì Sơn là xin phép là người đại diện của cháu Vinh Tâm. Phải nói là rất vinh hạnh trong cái ngày vui hôm nay, được đến dự cái ngày lễ cưới của Hiếu Tâm.
mà nghe được cái chữ hiếu tâm này á, thì mình rất là tuyệt vời và rất ok. Không ngờ là chữ này mang chữ phúc, chữ tâm cho đến gia đình, và kết hợp sánh duyên cùng một cô dâu phải nói thì trang cũng rất là đẹp đôi xứng đôi gì nữa. Thì không gì, mình rất mong muốn giữa hiếu tâm và thì trang sẽ đến một đám đời hạnh phúc hạnh phúc, và đến mà đấy sẽ được mãi mãi dài lâu. Như ký niệm của người cha người mẹ đã hàng mong muốn đã nuôi cho cái tâm đến ngày hôm nay, sự hạnh phúc của gia đình của hiếu tâm sẽ là niềm hiếu hạnh cao cả nhất đến gia đình của hiếu tâm đấy. Và xin chúc phúc cả gia đình và cả cá nhân. Không gì hơn, chỉ có một món quà nho nhỏ gửi đến cho cháu, có đến làm một hành trang giống như một chiếc đỏ đến đây một bánh bò hạnh phúc mà nơi ấy đang chất chứa một thâm tình mà cháu đang hằng mong muốn. Con nhường bên đây trước con. Chúc bạn Mai cháu là chúc rước vợ về trung thân và cả một cuộc đời con sẽ làm nô lệ đó. Mà con nên nhớ rằng là cái lệnh gì, lệnh bà hơn ông, bà xã còn hơn trời nữa đó. Nên từ giờ chỗ đó mà bữa hôm nay cậu Tư nhắc nhở con giống như là cậu thôi. Bây giờ vợ vợ gì trời, ba muốn sao chồng phải nghe vậy, nên như vậy nó mới im ấm được với cái gia đình, đúng không? Mà nếu mà con không có cái sự mà nhẫn nhịn thì gia đình phải đổ vỡ thôi. Đàn ông mà nóng tính thì gia đình đổ vỡ. Bởi từ chỗ đó con bữa hôm nay cậu mới nói là con phải mời bà Tư trước, là sau này con giống như cậu rồi đó. Vợ nó la lên mình phải nhịn đi. Công nhịn là coi như là hạnh phúc đổ vỡ thôi. À, đây các bạn đồng ý không? Dạ không, đẹp hôm nay bạn cũng chúc là nếu con nhịn tự la từ. Vậy đi, muốn sống lâu rồi để vợ nồi trường sinh bất lão. Chị chính là phải chị chính không nha, là chị chính là đại diện chị chính luôn. Dạ dạ. Anh đây là chị chính luôn nha. Về là này chị chính là của chúng ta nha, chứ không phải của chị chính nha. Nên là chị chính chúc mừng ta. Trăm năm đúng không? Ủa, trăm hoa đẹp nhất hoa hồng đúng không? Và tình nghĩa vợ chồng là đẹp nhất thủy chung. Ý nói chỉ có một thôi. Nhưng mà có đi 2-3 trái tét. Không có nghĩa là đỡ gì giờ thở được cái nãy giờ nãy giờ muốn nói không nói con nói câu đi là bài hỏi hay chúc mừng cho em chỉ những được qua đây rồi nó đưa mà nó buông cái đài hai hả hai ba đừng có để vợ ngồi
mời anh chị Tư chúc mừng. Anh Tư không có gì, chỉ nói với em về em á, thì dân IT đúng không, dân công nghệ thì anh chỉ nói chỉ công nghệ giữa hai trạng thái thôi, hoặc không hoặc một, đúng không, là yes or no thôi vậy thôi. Ok. Ủa là sao tôi? À, hoặc một hoặc không. Ờ, hoặc có hoặc không chứ thôi, không có tình trạng mà không qua. Không có nhiều khi bị nhiễm. Chị ơi. Anh có câu nói đâu, anh có câu nói đâu. Câu này là tiếng Anh, câu này tiếng Việt nè. Yes no. Đúng không? Còn đây là qua đẹp nhất chỉ có một. Đây là xe bắp chai này nặng quá. Ta dưng cà đó. Ủa gì rồi? Mời lại mấy người ta bé rồi. Nhưng mà lại cười. Đó đó. Kinh tế lại tài ra không? Qua tất cả chắc hết chưa dựng qua hai gì đó. Kinh nghiệm của bé Tú là anh Tâm ơi, khó khăn dữ lắm, anh cố gắng vượt qua nhân tâm. Ba má thì cũng có con là một đứa con trai duy nhất. Các chị thì đã lập gia đình xong, thì ba má yên tâm rồi. Bây giờ chỉ còn con thì ba má cũng khuyên con sống xa cho hòa thuận với vợ con để tạo một cái sự nghiệp có thể là khả dĩ và có thể là mình phấn đấu vươn lên để mà mọi cái bạn mà nó thua kém. Nhất là cái hạnh phúc là phải bảo đảm là con phải làm sao cho vợ con được vui vẻ, hay chồng vui vẻ là ba má là vui rồi. Cái hiếu mặt của cháu, cái đạo đức của con người, và hai con phải cố gắng cho biết cách sống tự tử với nhau để trong nhà được. Cái này thì theo gợi ý của mấy dì mấy cậu thì ba cũng có gì hơn là ba cho con cái thẻ này, nếu mà có cần xài gì đi chơi đâu thiếu thì cứ việc kéo máy cũng không đủ dùng á. Nãy giờ thì cũng cho tiền là xong, con cũng chân thành cảm ơn thầy Diễu. Bên đây thì có thầy Niệm và anh Năm, kế đó có anh Sơn, anh Lâm và anh Chiến, và mùa tư với lại thầy Chính, cùng các con các cháu ra đến đây chúc mừng. Và Dương Chính phải Dương Chính nha, mà không có Dương Chính là phải trong cái thời tiết rất là mưa bão như vậy, mà như vậy dì Út và các anh các chị đến đây là được cái bữa lễ cúng gia tiên này thì gia đình chúng tôi rất là quý báu và chân thành cảm ơn. Cũng xong sau đây là cũng có lời là mời dì Bảy và các anh chị thì ngày mai thì về dự cái lễ rước dâu vào lúc 7 giờ sáng. Thời gian cũng thành gia đình thì chân thành cảm ơn tất cả.
chặt mang lít hoa cầu hôn câu trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Ôi sen kia đôi chim tranh cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác thường. Anh như con bướm bên hoa đã tình, em ước mơ chuyện chú mình bước lên xe hoa thân xinh. Ngày quen kia lòng anh khát khao tình yêu, thương em thật nhiều. Làm sao em tính đây? Xin em yên lòng, anh thưa cha mẹ mang lấy hoa cầu cao trầu. Tình mộng tình mơ bao lâu mong chờ, hạnh phúc trong tầm tay rồi, chúng ta nên duyên đẹp đôi. Nhìn
chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kế tờ. Ngày anh đêm ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắm hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn én trong vườn xuân. Cái lễ vật mà gia đình họ dành cho chúng tôi đến đây thì chúng tôi
hết trình bày đã là về cái mũi tên thì gồm có là gồm có 6 quả là 2 quả từ là 2 quả trái cây, 1 quả đậu cao và 1 quả ban kem hai tầng. Và sau đây thì chúng tôi xin mời ông đại diện bên họ nhà gái dùng những rượu để nhận lễ. Hôm nay lên nhà trai đến trình lễ đứa dâu thì còn có cho cô dâu đó đu bông giấy xuyên cặp nhẫn hai vòng sáu quả báo cho họ nhà gái biết, tức là họ nhà trai đến lễ rước dâu, trước nhất là có 6-5 quả để mà cúng bà cháu đó, một đôi bông, một sợi dây chuyền, cặp nhẫn, cái đôi xíu và một số tiền để ngày gái thông dụng. Dùng trà rượu lâm một thờ để kiếm bà nhân hội ngày gái. Nhà gái hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi có trình lễ một số nữ trang gồm có cặp nhẫn, sợi dây chuyền, đôi vòng xuống hai dây chuyền và đôi bông, và xin vào 3 triệu tiền trà nước. Chúng xin gia đình họ nhà trai tiếp nhận với tình yêu.
tiền đấy là bên họ đàn trai đưa sang bên họ đàn gái, thì họ đàn gái thì cũng cái số tiền này cho con hai con để tài sản. Tâm đi trang vào tay nhận luôn. Cảm ơn. Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng, kính nhớ tổ tiên. Cơm ngon nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ riêng. Hai họ hôm nay là con dâu chú Nghệ có được ngày hôm nay là cũng nhờ công đức tinh thần của cha mẹ. Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai cùng bằng cha. Người thương ta chúng ta nhất là cha mẹ. Bởi thế ngày hôm nay con dâu và chú Nghệ tỏ lòng hiếu thảo của mình xin dâng lên, kính dâng lên cha mẹ mình liên tục nồng nàn để tỏ lòng biết ơn, xin kính dân. Gia đình nhà trai chúng tôi đã đến đây làm lễ rước dâu và thỉnh họ, và không gì hơn thì gia đình nhà họ xin kính chúc tất cả gia đình nhà họ một hạnh phúc càng đẹp càng vui. Thưa các anh các chị ở nhà gái, nhà trai hôm nay là có đến rước dâu có cái ý là mời nhà trai nhà gái đến nhà trai trước một nhà, sau đó là thân thiện với nhau, thì mời tất cả các anh các chị sắp xếp để rồi mình đi. Họ như thế này là hôm nay vui vẻ lễ thông gia, hai bên cắn khích lại một nhà, tình son bền chắc, hai đứa trẻ đậm đà hai chữ nghĩa xuân gia.
rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu. Gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh, đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười, mừng ngày thành hôn có
chiếc xe duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu hòa cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười, mừng ngày thành hôn có một hai họ. Hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi đã làm lễ xin làm lễ nhận gia họ nhà gái, và xin phép gia đình hai họ cho hai cháu cô dâu chưa để lên làm lễ ra mắt và làm lễ gia tiên trước. Do hai con sống làm sao cho thật là tốt, thật là hạnh phúc ha, để mà đó là cái trả ơn lại cho cha mẹ hai bên ha. Tại vì hai đứa trẻ mà sống hòa thuận hạnh phúc thì xu gia cũng mới là cũng theo mấy con luôn ha, nghĩa là vậy á. Mấy con đừng có làm cái gì mà để mà có chuyện mà có cái chuyện mà phải xảy ra đáng tiếc nha. Và ba nói là ba má dặn hai đứa là lúc nào cũng nhẫn nhịn ha. Có gì á lỗi phải á thì phải biết là thôi bây giờ em làm cái này không phải thì anh bỏ qua, cái này hay là anh cái này sai rồi em bỏ qua cho anh, đó là như vậy là lúc nào gia đình nó cũng ấm em ha. Rồi xin cho là... xin lễ là coi như là gửi gắm những phần quà cho cô dâu chị bày chú rể rồi, nhưng mà hôm nay thì trong gia đình họ nhà trai còn ai muốn gửi gì thêm gì đó thì nhân dịp này là xin tiến về đây để mà gửi thêm cho hàng gia. Chú Linh cho phép còn ai không? Hôm nay uống chúc mừng nhà cháu nha, chẳng nằm một lúc hôm nay thì họ nhà gái chúng tôi đưa cháu Trang để về làm dâu của gia đình. Đây là cái gia đình mà cháu sẽ sống suốt đời, cho nên chúng tôi rất là cảm ơn sự đón tiếp của họ nhà trai, và chúng tôi xin gửi gắm cháu Trang cho họ nhà trai, bởi vì cháu còn trẻ cho nên cũng có thể là những sơ sót nó sẽ xảy ra. Rồi trong cái khoảng thời gian mà hai cháu nó gần gũi nhau thì chắc chắn là phải có những sự trưởng trọng, do đó mà đề nghị bên nhà trai hết lòng giúp đỡ để làm sao đó cháu Trang trở thành một cô dâu xứng đáng cho gia đình. Thôi nhân dịp này thì chúc tất cả
hỏi nhà trai mạnh khỏe và tạo điều kiện cho cháu được phát triển. Gia đình hai họ thì hôm nay chúng tôi xin đại diện nhà trai và cũng có một cái lời rất là cảm tạ là đến với gia đình họ nhà ấy đã gửi gắm trở thành gia đình của chúng tôi, và chúng gia đình của chúng tôi cũng xin hứa với tất cả gia đình hai họ là sẽ xem con dâu như là con ruột trong nhà và quý mến như là con ruột của mình. Ngày vui của chúng con rất là biết ơn gia đình hai họ hai bên cho mẹ ông bà rất vui chúng con. Chúng con xin hứa con sẽ yêu nhau để mà đời không có làm điều gì bên gia đình hai họ hôm nay được một sự diễm phúc và một sự là quý báu nhất mà gia đình nhà trai nhà gái đã tiễn cô dâu về nhà chồng, và không gì hơn thì gia đình nhà gái chúng tôi xin thỉnh gia đình nhà gái đến dự tiệc tại nhà xong rồi là xin thỉnh mời tất cả. Một miếng châu duyên ai ơi này mời nhau cho đậm lòng nhân thế, lời ít nhưng tình sâu qua miếng châu cầm ăn không lạnh lòng. Giờ đã bên nhau qua rồi giấc mơ dài.
tràn khắp không gian, men nhạc lòng ngất ngây, đèn kết hoa răng bên rượu nồng đắm say. Bao ngày qua lòng mãi mong chờ, đêm từng đêm dệt những câu thơ. Hạnh phúc hôm nay ôi vượt quá cơn say, giờ đã bên nhau qua rồi giấc mơ dài. Vào sớm đêm nào em nằm mơ, anh nghe trong tim ngàn cơn sóng trào dâng, tiếng yêu em mãi không rời. Xưa từng đêm mộng ước đi tìm, nay hạnh phúc ngập kín con tim. Mình mãi yêu nhau như vàng đá không phai, sẽ bên nhau xây hạnh phúc lâu
giữa các nương. Đêm nay vui, đêm hoan ca cho một đêm anh trăng xa. Nâng cao bao chén nồng, xây trong men thắm tươi. Đừng ra đi, đừng xa nhau, cùng chung tay xây mộng mơ. Nâng cao bao chén nồng, xây trong men thắm tươi. Đừng ra đi, đừng xa nhau, cùng chung tay xây mộng mơ. Chuyện cổ tích đầy bao mong mơ. Ngược đi qua sa mạc, qua thành đô mến yêu, tìm đến nơi kinh thành đang hồn reo khắp nơi. Đêm nay vui, đêm hoan ca cho một đêm anh trăng xa. Nâng cao bao chén nồng, say trong men thắm tươi. Đừng ra đi, đừng xa nhau, cùng chung tay xây mộng mơ. Nâng cao bao chén nồng, xây trong men thắm tươi. Đừng ra đi, đừng xa nhau, cùng chung tay xây mộng mơ.
còn sống mênh mông. Vỗ về giấc mơ lòng anh, khi anh yêu bằng sức sống tâm hồn là hạnh phúc ước mơ ngày mai. Em mang theo tình yêu đến trong đời để nhớ khi hắn có anh nhìn em. Thank you.
Kể từ ngày hôm nay, mỗi gia đình có thêm một thành viên mới.
vừng có hệ thảo, vừng có dòng hiền. Xin mời quý vị cùng dành mọi cà phát tay để cùng chúc mừng cho đại gia đình chúng tôi cô dâu và chúc đại gia đình năm hạnh phúc. Đã dành một ít thời gian cùng đến đây chung vui với gia đình. Đại diện hai họ sẽ có đôi lời tri ân. Sau đây xin mời đại diện của họ nhà trai là ông Lưu Văn Của sẽ phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị quan viên hai họ, kính thưa quý thân gia, quý bạn đoàn tu và các anh chị em thân mến, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2010, nhằm ngày 24 tháng 9 năm Canh Dần, là ngày lành tháng tốt. Gia đình chúng tôi có tổ chức lễ tân hôn của con chúng tôi là Lưu Hiếu Tâm Sách Duyên cùng Nguyễn Thị Trang. Hôm nay chúng tôi xin được thay mặt hai gia đình cũng như là hai con, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi rất là hân hoan và đón nhận tình cảm của quý vị đã dành cho. Quý vị đã đáp lại lời mời của chúng tôi mà đến đây đông đủ là niềm vui lớn của gia đình và cũng là niềm hạnh phúc vô biên của hai con chúng tôi. Chúng tôi rất quý báu tình cảm này, cũng không có gì hơn. Chúng tôi vô cùng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị và mong quý vị hãy cùng chúng tôi vui vẻ trong bữa tiệc ngày hôm nay. Trong lúc tiếp đón, không sao tránh khỏi những điều sơ sót, xin quý vị nhiệt tình bỏ qua cho. Và cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong hội trường này. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất là chân tình của đại diện ngoài nhà trai. Thưa quý vị, mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn trưởng thành là tất cả những ước mơ của các bậc làm cha làm mẹ. Trong lễ ngày hôm nay, cô dâu và chú rể xin dâng lên cha mẹ những lời sự báo hiếu để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục ấy. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope that deep inside. Tonight, our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight. Mời quý vị chúng ta hãy cùng rót đầy ly nâng thật cao và cùng đếm 1, 2, 3 để cùng chúc mừng. 1, 2, 3. Oh,
đời chẳng vui. Sẽ có những khi cuộc đời chẳng vui. Đừng chi đời ta là mấy. Hãy đến với nhau đêm nay. Hãy đến với nhau đêm nay. Hãy đến với nhau đêm nay. Hãy cất tiếng ca cho đời mê say. Nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộn rã. Hãy cất bước đến với nhau đêm nay. Nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu. Tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui. Buồn đau mà chi người ơi đừng nhớ. Hãy đến mua hát với nhau đêm nay. Em hãy xin chớ vội buồn. Là cho mình nhớ lại một mối tình đầu ngày xưa. Khi nói tình đầu của mình bây giờ nó đã xa rồi. Mình xa mối tình ấy, cách nay đã 10 năm điện thoại. Và hôm nay mình trở lại như thế nào? Xin quý vị nghe nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tha mắt nài, trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Thế một người ngồi mãi thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây. Chờ bóng ai 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 ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em. Mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng vui cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cho ai kia nứt nghe tâm hồn, một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lại về thao thức bâng khuâng, còn tim ai khao khát đợi chờ, trong cõi lòng ấm mối tương tư, cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé ơi. Con đường về một nụ hồng tặng cho mắt này. Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn thơ ngây bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Một người ngồi mơ thẫn thờ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây. Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em. Mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng đôi cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mộng mơ. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em. Mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt này ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng vui cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mộng mơ. Đừng đi em nhé, ô la ô cha cha cha. Chờ anh theo với, ô la ô cha cha cha. Đừng đi em nhé, ô la ô cha cha cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi. Thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Sang em hơn cả vườn trăng rồi mai.